Giá vàng miếng SJC tăng cả triệu đồng một lượng. Ngân hàng nhà nước chính thức công bố giá bán vàng miếng. Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ giảm sâu hơn nữa. Sáng nay 19 tháng 11, thị trường vàng trong nước tiếp tục ghi nhận những diễn biến sôi động khi giá vàng tăng mạnh với mức tăng lên đến cả triệu đồng mỗi lượng. Cùng với đó, tỷ giá USD trên cả thị trường ngân hàng và tự do cũng chứng kiến những biến động đáng chú ý. Mở cửa phiên giao dịch, giá vàng trong nước tiếp tục xu hướng tăng mạnh từ những ngày trước đó. Giá vàng miếng SJC được công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn niêm yết ở mức 81 triệu đồng một lượng khi mua vào và 84 triệu đồng một lượng khi bán ra. So với sáng hôm qua, mức giá này tăng 1 triệu đồng một lượng ở chiều mua và 500.000 đồng một lượng ở chiều bán. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt điều chỉnh giá theo xu hướng tăng. Hiện giá bán ra vàng miếng SJC tại nhiều đơn vị đã đạt ngưỡng 84 triệu đồng một lượng, trong khi giá mua vào dao động tăng thêm từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng một lượng. Đáng chú ý, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra đã được các doanh nghiệp nới rộng lên tới 4 triệu đồng một lượng, tăng thêm 500.000 đồng một lượng so với ngày trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc những người mua vàng miếng SJC ở thời điểm hiện tại có thể chịu lỗ ngay 4 triệu đồng một lượng nếu bán ra. Song song với sự biến động của vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 82,23 triệu đồng một lượng khi mua vào và 83,68 triệu đồng một lượng khi bán ra, tăng 1 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra và 1,2 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào so với ngày hôm qua. Tập đoàn Doji cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn tròn lên 82,4 triệu đồng một lượng khi mua vào và 83,7 triệu đồng một lượng khi bán ra so với ngày trước. Mức tăng lần lượt là 1,4 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Trong khi giá vàng trong nước tăng mạnh, giá vàng thế giới cũng có những diễn biến tích cực. Hiện tại, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 2.611 USD trên ounce, tăng tới 32 USD trên ounce so với sáng hôm qua. Sự tăng giá này được lý giải bởi những lo ngại xung quanh tình hình kinh tế toàn cầu. Trong đó có việc cục dự trữ liên bang Mỹ Fed phát tín hiệu duy trì chính sách lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Điều này đã thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Cùng với diễn biến của thị trường vàng, tỷ giá USD cũng ghi nhận những biến động đáng chú ý trong sáng nay. Ngân hàng nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.288 đồng trên USD, giảm 10 đồng trên USD so với hôm qua. Trên thị trường ngân hàng thương mại, tỷ giá USD tại các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV và Viettinbank có sự điều chỉnh khác nhau. Cụ thể, tại Vietcombank, tỷ giá niêm yết ở mức 25.170 đồng trên USD ở chiều mua vào và 25.502 đồng trên USD ở chiều bán ra. Ghi nhận mức tăng 10 đồng trên USD ở chiều mua vào nhưng giảm 10 đồng trên USD ở chiều bán ra so với ngày trước. Tại BIDV, tỷ giá USD không có nhiều biến động, khi giá mua và bán lần lượt duy trì ở mức 25.200 đồng trên USD và 25.502 đồng trên USD. Dù vậy, chiều mua vào vẫn ghi nhận mức tăng nhẹ 10 đồng trên USD, trong khi chiều bán ra giảm 10 đồng trên USD. Đáng chú ý, tại Việt Tin Banh, tỷ giá USD giảm mạnh ở chiều mua vào chỉ còn 25.085 đồng trên USD, giảm tới 105 đồng trên USD. Trong khi đó, chiều bán ra ghi nhận mức giảm nhẹ 10 đồng trên USD, xuống còn 25.502 đồng trên USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao động quanh mức 25.658 đồng trên USD khi mua vào và 25.778 đồng trên USD khi bán ra. Mức giá này tăng 9 đồng trên USD ở chiều mua vào và 29 đồng trên USD ở chiều bán ra so với ngày trước. Giá vàng trong nước tăng mạnh trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục đi lên cho thấy tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư về triển vọng của kim loại quý. Tuy nhiên, với khoảng cách giá mua và bán ngày càng được nới rộng, Người mua cần cân nhắc kỹ lưỡng khi giao dịch để tránh rủi ro. Đối với tỷ giá USD, sự biến động trái chiều giữa các ngân hàng thương mại và thị trường tự do phản ánh tình trạng cung cầu khác nhau trong từng khu vực. Các chuyên gia nhận định rằng thị trường tiền tệ sẽ còn có những biến động đáng chú ý trong thời gian tới, đặc biệt khi các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục điều chỉnh chính sách tiền tệ. Dự kiến giá vàng và tỷ giá USD sẽ tiếp tục dao động trong thời gian tới, phụ thuộc vào các yếu tố kinh tế vĩ mô quốc tế và trong nước người dân và nhà đầu tư cần theo dõi sát sao để có quyết định giao dịch phù hợp. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức công bố giá bán vàng miếng SJC sau một thời gian dài không có thông báo. Theo đó, giá niêm yết cho vàng miếng SJC được công bố ở mức 81 triệu đồng một lượng khi mua vào và 84 triệu đồng một lượng khi bán ra. Đây là bước đi trong khuôn khổ phương án bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước cùng công ty SJC nhằm điều tiết và ổn định thị trường vàng trong nước. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng nhấn mạnh mục tiêu tiếp tục thực hiện lộ trình kiểm soát và thu hẹp tranh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng quốc tế ở mức hợp lý, qua đó hỗ trợ ổn định thị trường, bảo vệ lợi ích của người dân và nhà đầu tư. Trên thị trường quốc tế, giá vàng đã có sự tăng mạnh trong phiên giao dịch mới nhất. Theo số liệu từ Kitco, giá vàng giao ngay đạt mức 2.607,61 USD trên ounce vào dạng sáng nay 19 tháng 11 theo giờ Việt Nam, bật tăng 46,14 USD trên ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá tự do ở mức 25.760 Việt Nam đồng trên USD, giá vàng quốc tế hiện đạt khoảng 81,88 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế và phí. Như vậy, mức chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới hiện đang là 2,12 triệu đồng một lượng. Gần 9 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng thêm 3 USD trên ounce so với chốt phiên Mỹ, tương đương tăng 0,11%, giao dịch ở mức 2.614,9 USD trên ounce quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 80,4 triệu đồng một lượng, tăng 1,3 triệu đồng một lượng so với sáng hôm qua. Nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng quốc tế đang trong giai đoạn phục hồi sau đợt giảm mạnh gần đây. Theo chuyên gia Jeff Junvong, sự suy yếu của đồng USD là một trong những yếu tố hỗ trợ vàng tiếp tục tăng nhẹ trong thời gian tới. Động thái điều chỉnh và công bố giá của ngân hàng nhà nước là bước đi cần thiết để kiểm soát sự tranh lệch và tạo điều kiện ổn định thị trường vàng trong nước. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro cho người dân và nhà đầu tư, mà còn góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh biến động mạnh của thị trường vàng toàn cầu. Thị trường vàng thế giới vừa trải qua một đợt điều chỉnh mạnh, giảm sâu từ mức đỉnh lịch sử 2.789 USD trên ounce hôm 30 tháng 10 xuống còn 2.540 USD trên ounce vào ngày 14 tháng 11. Mức giảm gần 8,8% này, tương đương 245 USD trên ounce, khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu đây có phải đáy giá vàng hay vẫn còn cơ hội giảm sâu hơn nữa. Đà giảm này được thúc đẩy bởi một loạt yếu tố, áp lực chốt lời, sự dồn dập của các giao dịch bán khống và đặc biệt là sự mạnh lên của đồng USD sau khi Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Đồng thời dòng tiền dịch chuyển vào các kênh đầu tư khác như chứng khoán Mỹ hay tiền số, với giá Bitcoin tăng từ dưới 70.000 lên hơn 90.000 USD cũng tạo sức ép lớn lên giá vàng. Tuy nhiên những ngày gần đây thị trường vàng chứng kiến sự hồi phục đáng kể vào phiên giao dịch đầu tuần ngày 18 tháng 11, giá vàng tăng vọt, bất chấp chỉ số đồng USD, DXY tiếp tục ở mức cao 105,8 điểm. Sự phục hồi này đến từ lo ngại về bất ổn địa chính trị, khi tỷ phú Elon Musk và con trai ông Trump cảnh báo nguy cơ thế chiến ba leo thang sau khi Mỹ cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công vào Nga. Sáng nay 19 tháng 11, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 2.611 USD trên ounce, tăng tới 32 USD trên ounce so với sáng hôm qua. Ngoài ra, sức cầu bắt đáy từ các nhà đầu tư lớn, đặc biệt là Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, sau thời gian dài ngừng mua vàng cũng góp phần hỗ trợ giá vàng tăng trở lại. Mùa tiêu thụ vàng cao điểm ở châu Á với các lễ hội và mùa cưới tại Ấn Độ, Trung Quốc càng củng cố xu hướng này. Dù vậy, một số chuyên gia vẫn dự báo rằng giá vàng có thể giảm xuống 2.400 hoặc thậm chí 2.300 USD trên ounce vào cuối năm 2024. Áp lực từ đồng USD mạnh cùng với chính sách tiền tệ khó lường của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến giá vàng. Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cho rằng xác suất giá vàng giảm sâu là thấp. Ông nhận định rằng các yếu tố như nợ công, lạm phát và chính sách tài khóa cực đoan của Donald Trump có thể đẩy giá vàng quay lại mức cao hơn trong thời gian tới. Trong các năm 2025, 2026, khi phép hạ lãi suất mạnh và USD suy yếu, vàng được dự đoán sẽ hưởng lợi dù khả năng đạt mức 3.000 USD trên ounce vẫn là ẩn số tóm lại giá vàng vẫn đang đối mặt với nhiều biến động trong bối cảnh kinh tế và chính trị toàn cầu đầy bất định tuy nhiên đợt phục hồi gần đây đã phần nào làm dấy lên hy vọng về sự ổn định của kim loại quý này